video của Sài Gòn Online Tech City. Và hôm nay là chủ đề của chúng ta là From Outsourcing to Product, How to Get Ready for SMB. Và hôm nay thì chúng ta được ngồi với anh Nguyễn, là Founder và Product Director tại InSpeedLab. Chào anh, đầu tiên anh có thể giới thiệu về mình cũng như là InSpeedLab được không? Hiện tại thì em là Product Director của InSpeedLab. InSpeedLab thì trước đây là một cái Outsourcing Firm. Bây giờ của anh tự dừng về của anh là Product Firm, tức là của anh chuyên về sản xuất cái product. Product của chúng công ty là product của khách hàng, tức là một cái product khác nhau, làm việc trên những cái product của khách hàng của mình. Và ngoài ra thì InSpeedLab ngoài làm những cái project với khách hàng thì cũng có product riêng của mình. Thì theo anh thì sự khác biệt giữa một môi trường product và một môi trường outsourcing có gì khác nhau? Thì thực ra thì bên mình là có khác điểm là outsourcing. Thực sự là vậy, tại vì sao thì outsourcing là một cái mô hình dễ làm, tức là không cần vốn nhiều, không cần nhân lực nhiều. Mình đổ vào kiến thức của mình, vào công sức của mình. Thì sau khi có một cái lượng kiến thức nhất định, tư lượng là vốn nhất định, thì mình bắt đầu làm product. Thì bên mình trả một cái product riêng của mình, ngoài ra thì cũng là làm product của khách. Thì cái sự khác biệt của mình cơ bản nhất mình thấy là cái cách tiếp cận vấn đề, tức là khi mình làm product của những cái dự án của khách hàng á, thì từ khi cạnh outsourcing thì nó sẽ thiên về cái chuyện mà khách hàng họ define những cái spec của một hàng. Cái spec thì mọi người có thể hình dung giống như là xây dựng cái sản phẩm một cái nhà, thì người ta define sẵn là ok mình xây bao nhiêu phòng, cái cầu mình xong rồi thì cái cửa nó ra sao. Cái việc của cái trách nhiệm của mình đó là đưa vào đúng theo những cái như vậy, thì cái tính chủ động của mình không có quá nhiều. Khi mà mình bắt đầu làm sản phẩm của riêng mình, hoặc là khi tiếp cận với những cái dự án khác của khách hàng mà ở cái vai trò là product consultant đó, thì mình có vai trò chủ động hơn. Tức là trong đó thì tất cả những vấn đề mình đưa ra là dựa trên những cái vấn đề về business, tức là dựa trên những cái problem business của họ, mình sẽ đưa ra những cái giải pháp. Giải pháp đó có thể là những cái giải pháp mềm, mà cũng có thể là những cái giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ cái chuyên môn kỹ thuật như coding, programming hay không. Thì theo anh thì một bạn engineer làm ở hai môi trường này thì sẽ cần những cái kỹ năng và mindset gì khác nhau? Theo anh thì việc kỹ năng thì có thể gọi là tương đối thì cũng khá là giống, tại vì nó cũng là bạn đang hỗ trợ khách hàng của nó thì tức là kỹ năng phần mềm lập trình thì cũng khá là giống như vậy. Về kỹ năng về mindset ấy, có thể tạm gọi là hoàn toàn khác. Thì đến mức độ là outsourcing thì phần đông là mình sẽ không có chủ động, mình không có chủ động, mình bị phụ thuộc vào những cái yêu cầu của khách hàng. Và nếu mà làm product thì khi mà bạn trong một cái product, trong một cái product team ấy, thì mình sẽ có cái ownership thì cái sản phẩm chủ động hơn về cái chuyện đấy cũng được. Thì qua đó từng cái quyết định mà mình đưa ra cảm dựa trên một cái vấn đề cụ thể nào đó, những cái thì coi như mình hiểu hơn cuộc sống của mình, passionate hơn về nó, những cái yêu cầu của mình cũng tốt hơn. Đó là chủ quan mình thấy. Vậy thì anh có lời khuyên nào dành cho những bạn engineer mà đang làm môi trường outsource và chuyển sang product, thì làm thế nào để bạn ấy không rời được cái mindset này? Em mình thấy thì vì cơ bản thì các bạn cứ thử tham gia một cái team product, có thể là một dạng, tức là có thể là full time một cái team product này, hoặc có thể là một cái side project, có thể là side project của chính bản thân các bạn, hoặc là của một nhóm bạn, hoặc là của một dự án nào đó mà mình cảm thấy hứng thú. Rồi từ đó thì các bạn sẽ thấy là cái chuyện mà tiếp cận vấn đề nó sẽ khác hẳn với cái chuyện mà mình làm trong công ty outsourcing. Tức là ngay từ cái những cái vấn đề nhỏ nhặt đầu tiên, từ những vấn đề ban đầu thì nó là coi như nhìn ở đâu cũng sẽ thấy vấn đề, cái cách mà mình giải quyết vấn đề đó nó sẽ cho bạn là cái góc nhìn hoàn toàn mới xung quanh outsourcing. Thì ví dụ như bên sản phẩm phân mẫu của khách hàng, cái sản phẩm InSpeedLab, thì ví dụ giai đoạn đầu tiên khi mà mình làm sản phẩm này thì mình sẽ quan trọng cái chuyện là deliver càng nhanh càng tốt, deliver càng nhanh càng tốt để có thể mình đưa ra thị trường sớm nhất có thể để mình test thử cái nhu cầu khách hàng, cái nhu cầu của thị trường. Sau đó thì sẽ thấy giai đoạn là có những cái tín hiệu tốt của thị trường thì mình sẽ tối ưu hóa cái thị trường của mình lên. Sau khi mình có được cái thị trường sản tốt đủ tốt, tự tin về thị trường của mình thì bắt đầu mới tới cái giai đoạn là ok là mở rộng thị trường mình ra, thì có thể là mở rộng thêm một cái thị trường mới hoặc là khai thác sâu hơn thị trường hiện tại.
từng cái giai đoạn phát triển khác nhau của sản phẩm sẽ có những yêu cầu và những business khác nhau. Thì khi các bạn trực tiếp tham gia một cái team làm sản phẩm gì đó, thì mình sẽ tìm phong, mình sẽ tham gia vào từng step của quá trình đó, thì mình sẽ biết được thôi. Mình sẽ đưa ra những cái điều vào đúng cái yêu cầu của business. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều vì đã chia sẻ về sự khác nhau giữa hai môi trường này, cũng như là làm thế nào để mà chuẩn bị từ outsourcing sang product. Và nếu mà mọi người muốn hỏi thêm anh nhiều hơn về chủ đề này thì mọi người có thể comment ở phía dưới và bác sẽ chuyển câu hỏi của mọi người tới anh. Cảm ơn mọi người rất nhiều.